Đây là một con rồng, đôi rồng 3D hàng sáp. Cái rồng này thì nó là một khung cửa như này, anh em hình dung như thế. Thế thì ở trên cái sản phẩm này thì nó có cái về hình thái là gì, là hai con rồng này, phía dưới này là một cái đỉnh vàng, ở trên này là song long châu mặt mặt nguyệt. Đấy, thì hai con đều là 3D, hai mặt đều là 3D hết. Lên thiết kế thì nói chuyện là cái con rồng này muốn nó to lên một chút, thế nhưng anh em hình dung là vị trí từ cái đuôi đến cái chân thứ nhất đến chân thứ hai đến cái đầu này nó phụ thuộc vào cái mặt mà anh em đang muốn đeo ấy. Đấy, thế nên là tôi phải bố trí như này nó mới phù hợp. Đây anh em xem từ bộ móng này, móng chân này đó, từ bộ móng này độ sắc sảo chi tiết nó rất là cao. Móng chân nhá, chân trước này, chân sau này. Đấy, chân trước chân sau này. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ gắn cái mặt đá vào cho anh em xem nhé. Rồi tôi đã gắn xong cái sản phẩm này. Thì giới thiệu anh em đây là một bức ruby thiên nhiên. Thì khi gắn vào thế này thì các bạn xem cái vị trí mà cái chân rồng nó ốp vào này. Vì là thiết kế riêng cho nên này là nó có ngôn ngữ thiết kế và cái có lý do để thiết kế cái chân như này, thì nó bám vào cái hõm vai này, bám vào hõm chân này. Đấy, tạo ra cái vị trí mà cái màu chân rồng nó vừa tạo ra cái hình ảnh, nó vừa tạo ra cái vấn đề là nó vào những cái ngàm để giữ cái bức tượng ruby này cho nó chắc chắn. Đấy, còn lưng sau thì bạn nhìn này, tôi sẽ bố trí bộ chân nó vào cái vai cụ, vào chân cụ nó sau lưng đó. Thì này là thực tế thì trên cái sản phẩm này thì lẽ ra là cái mặt sau này mình cũng không cần thiết lắm, tại vì khi đeo thì đeo cái mặt này vào úp vào lưng này. Đấy, còn mặt này thò ra ngoài này, thế nhưng mà tôi vẫn làm 3D toàn bộ trên con rồng này. Đấy, anh em xem qua một chút xíu về cái thiết kế của nó. Đấy, bạn hình dung là cái kích thước sản phẩm ấy thì nó phụ thuộc vào chính cái sản phẩm thật. Đấy, ví dụ sản phẩm này nó chiều dài là 4 phân rưỡi chẳng hạn, 5 phân thì con rồng chỉ làm được như này là hợp lý. Đấy, nếu mà làm to quá lập tức cái đầu với cái thân nó không có phù hợp lẫn nhau. Đó, thì cái này thì anh em cũng tham khảo và cũng đóng góp thêm ý kiến cho tôi. Tôi hoàn thiện hơn cái sản phẩm nữa thì cũng nói chia sẻ thật với anh em là cái này là cũng công sức anh em thợ cũng dồn hết tâm huyết vào đây. Đấy, thế nhưng mà cũng không tránh khỏi sự sai sót. Đấy, tại vì là sức người nó có hạn mà. Thế nên là anh em mà có những cái đóng góp gì về sản phẩm nó hoàn thiện hơn thì chúng tôi rất là cảm ơn. Anh em vui lòng comment phía xuống dưới nhá. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Tôi có một bức tượng là Phật Hư Không Tạng Bồ Tát tạc trên thạch anh vàng cho bạn Võ Duy Anh. Thì cái bức tượng này thì anh em cũng biết là khá nhiều rồi. Đây là một cái bức tượng mà gọi là Phật bản mệnh đấy, một trong 8 vị Phật bản mệnh, và cái này là dùng cho người tuổi Sửu và người tuổi Dần. Thì ông Hư Không Tạng Bồ Tát này là tương truyền là vị Bồ Tát này có đủ hai tạng phúc và trí vô lượng vô biên, giống như hư không nên là tên gọi cụ là Hư Không Tạng. Để tôi nghe cái tịch điển của bên Phật giáo. Trong mật tông thì vị Bồ Tát này là tôn chủ của Hư Không Tạng ở viện giới Mạn Trà, La Thai Tạng và thị giả bên phải của Thích Ca trong Thích Ca viện. Và vị Hư Không Tạng Bồ Tát này cũng là một trong 16 vị hiền kiếp của giới Kim Cương. Thì ở đây tôi làm trên cái thạch anh tóc vàng. Anh em có thể nhìn thấy là cái độ vàng của cái búi tóc còn rất là đẹp và vàng bốn cạnh luôn. Ánh sáng đấy anh em nhìn, tôi đang quay thử và hai cái pháp khí của cụ hai bên. Và bộ mặt thì cực kỳ sắc sảo và chi tiết. Đây là sản phẩm cao cấp của bên vàng Tahi Phạm và trang chủ là Tahi Game. Thì tôi bạn làm cho bạn Duy Anh bức sản phẩm này để cho anh em chiêm ngưỡng trước khi tôi giao hàng nhé. Tôi sẽ quay lại thật chậm để cho anh em nhìn. Cái này là Phật bản mệnh. Và chúng ta sẽ dùng cái máy đo đá quý để chúng ta kiểm tra cái độ cứng của cái bức này. Nó sẽ lên tới 7 đấy, nó là thạch anh mà. Ok, lên 7. Khuyến khích anh em nào
có đá quý hoặc là chuẩn bị mua đá quý để kiểm tra một cách tương đối thì em nên dùng cái máy đo đá quý này nhé. Sản phẩm chúng tôi là làm tay hoàn toàn. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp mà sắp tới nó sẽ rất nhiều cái sản phẩm này. Và tôi thi công cái sản phẩm này trong một tháng, cỡ khoảng một tháng, nếu mà nhanh lại thì khoảng 2 tuần. Nhưng mà vì là số lượng cái sản phẩm rất là nhiều nên tôi khả năng phải tiêu trong một tháng những cái sản phẩm cao cấp như thế này. Thì đây là một trong những cái lô hàng đầu tiên mà tôi giao ra ngoài thị trường. Thì sau cái video này ấy, thì sẽ có 5-6 cái video nữa về một số cái tác phẩm tôi đã làm cùng với nó. Đấy, anh em xem cái độ trong của tóc mặt sau này cực kỳ sáng luôn. Đây là một trong những cái tác phẩm làm nên cái siêu phẩm đấy. Ở bên Phúc Kiến thì người ta cũng chạm những cái tác phẩm như này và giá cực cao lên đến tầm 2-3 ngàn đô, riêng tiền công nó còn rơi vào tầm khoảng 1,5 ngàn đô rồi. Nhưng mà tôi đã đưa về Việt Nam một số cái thợ Việt Nam cũng khá là tốt, tay nghề tốt, và tôi sẽ đưa ra một cái tác phẩm dần dần cũng như cái kênh Tahigon đấy, sản phẩm dần dần sẽ đẹp lên rất là nhiều, và đây là một trong những cái tác phẩm rất là ưng ý của tôi. Tôi kiểm tra lại cạnh thử cho anh em xem nhé. Đây là máy đo đá quý, cái này được bán ra thị trường với giá là 780 ngàn. Rồi, ok, hẹn anh chị trong những video sau, và tất nhiên là tất cả trong video sau thì cái sản phẩm càng ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và tạm biệt anh chị, tôi là Tài Phạm ở kênh Bảo Tài Phạm.